Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. 29.000 like, trời ơi cảm ơn các bạn đã nhấn like cho video của mình nha. Không ngờ các bạn lại thả like cho mình nhiều như vậy luôn. Phải trả lời comment mấy bạn fan mới được, rồi yêu mấy bạn nhiều lắm luôn á. Phải chi mà được gặp mấy bạn cái là hôm có ai ở nhà không? Ủa? Có ai kêu vậy? Văn hút ở nhà không? Tôi muốn gặp, tôi là ông trưởng làng. Tôi đang trả lời fan tôi. Ủa hôm nào vậy? Tôi là ông trưởng làng bên kia, qua đây thì có một số chuyện nói với cậu nè. Rồi từ từ để tôi xuống nhà liền. Trời ơi trưởng làng gì đâu mà da xanh xao nhìn thấy ghê vậy nè, nhìn đâu giống lẹ lên tôi bận rộn lắm. Rồi rồi ra rồi nè. Ủa ông nào đâu rồi, đây rồi, cái gì ông gặp đây, tôi đây, có đây, gì đây gì đi ra đứng đây, tôi có một số chuyện để bàn với cậu. Chị cậu gì? Có biết á là những ngày qua cả làng của cậu ở bên đây á đi tiêu diệt quái vật qua bên làng của tôi, phá hoại rất là nhiều tài sản với là nhà cửa bên bản, tôi phải tốn rất là nhiều kim cương để sửa làng lại cũng như là nâng cấp làng. Bây giờ á, làng của tôi đã đưa ra quyết định rồi là phạt cậu 5.000 kim cương để bồi thường cho nhà tôi. Ông giỡn mặt hả? Để làng của tôi. Tôi giúp đỡ dân làng mà ông đòi phạt tôi hả? Thì tôi giúp đỡ dân làng thì làng bị phá hoại là chuyện bình thường mà. Cậu có giúp đỡ nhưng mà giúp đỡ không được nhiều mà phá hoại á thì thôi rồi lợm ơi. Trời ơi, vậy bây giờ tôi 5.000 kim cương á, dạo này thì tôi không có đi mai, không có gì hết á, không ấy cho tôi nợ đi rồi năm sau tôi trả. Không được, bây giờ cậu mà nợ rồi lấy gì để sửa làng của tôi, cậu phải trả liền gấp bây giờ. Trời ơi, 5.000 kim nếu cương mà lấy mượn mèo nếu mà bây giờ cậu không có gì để cầm cố á, không có trả thì tôi sẽ xiết cái nhà này để tôi lấy tiền để tôi lấy kim cương để tôi đi sửa làng của tôi lại. Cái đã, bây giờ 5.000 kim cương thật. Thì hết có. Rồi, nhưng không mà... còn thời gian để suy nghĩ đâu. Giờ ông lấy cái nhà của tôi luôn hả? Tôi phải lấy cái nhà này, bây giờ nhà này là nhà của làng tôi nha. Ê, cái gì cậy con vậy? Sáng ra đang đọc comment fan đi lấy mất tiêu cái nhà rồi. Cậu đi ra đi, cái khu vườn gần nhà cậu cũng là của tôi luôn. Ê, cái gì vậy? Thôi. Bây giờ tôi niêm phong cái chỗ này lại rồi. Trời, lấy thôi, bây giờ không còn cái nhà nào để ở nữa. Bực cái mình ghê luôn, tự nhiên đang đọc comment của fan. Quách tờ heo, mất nhà rồi, keo này. Trời ơi. Cậu mình... đi ra đi, chút nữa là tôi lỡ lấy cái cây đập đầu cậu giờ. Nghĩ sao vậy, mình qua làng, mình giúp đỡ làng tiêu diệt quá giật. Mình mới phá được nhà của dân làng có miếng thôi. Dù gì mình cũng sửa lại làng mà. Bây giờ ông tịch thu cái nhà của mình, ông niêm phong cái nhà của mình luôn. Rồi luôn rồi, bây giờ là không còn nhà nữa. Không lẽ từ nay về sau mình là người nghèo nhất tiên bãi điện sao? Không thể nào được. Như vậy chị Panda với mèo chắc hai người coi thường mình chết luôn á mèo. Hey, thật là vô thường. Cái gì vậy? Trời ơi hết ơi, tự nhìn kìa mắc cười gì đâu á. Chị nói cưng á, cái người mà hả phá nàng phá sớm hả, không có tiền mà nó nghèo kiếp khác chị cưng á, là thôi thôi không có xứng đáng mà ở cái nhà cao cửa rộng vậy. Đó chị Panda, chị có 5.000 kim cương, chị cho em mượn đi, năm sau em trả chị. Chị Panda, 5.000 viên kim cương có chứ sao có. Trời, chị có chị cho em mượn đi chị Panda. Có hả, nhưng mà chưa mai lên nó đợi còn dưới hàng á. Trời á chị, thôi chị có cái cúp không, cúp kim cương cho em mượn đi, mai từ từ em trả tiền, em lấy ra cái nhà của em chị Panda. Cúp kim cương cũng có nữa mà, nhà mình nhận thợ rèn á. Trời ơi chị chuột. Ôi vậy? Ôi mặt gian hả? À, đúng rồi, qua mượn bản thân của mình là mèo. Trời ơi, cứ có bản thân là hết. Đó này hết, đây này hết. Tôi không có 5.000 viên kim cương, tôi chỉ có 5 viên kim cương thôi à. Trời đó, ít ra mèo cũng cho mình mượn nhớ 5 viên kim cương. Cũng đỡ gì mà đà, chúng ta chuyện xấu tính này chứ. Thôi, bỏ 5.000 viên. Thôi, không nữa, ông lấy cái nhà của tôi, ông lấy luôn đi ngang tôi. Mà đưa ông 5.000 viên cương, ông nhất định phải trả nhà cho tôi đó, tôi không biết đâu á. Bây giờ ông đưa ông 5 viên đi rồi trả gấp từ từ. Hay là cậu đưa tôi 5 viên kim cương đi. Gì vậy? Đưa tôi 5 viên đi. Trời nè. Rồi. Rồi, chúc mừng cậu, bây giờ cậu đã chuột được cái dạng máy tính của cậu để làm biết cho tôi nữa. Trời ơi, cái dạng máy tính của tôi. Giờ dọn ra ngoài đường ngồi máy tính luôn hả? Không đúng là sáng. Hốt giờ ông sẽ được livestream vô gia cư luôn hết. Trời ơi, tôi không muốn bị vô gia cư đâu. Ôi, hối ơi, tưởng tượng mà đang hả chơi ngoài này là gió nó mát. Hay người trời nó đánh rằn rằn xuống thấy cũng được á hết. Để này đi, để đi má. Ôi Panda, lúc em ra nghèo khổ vậy đi, sỉ nhục em vậy đi. Ôi chứ gì hết mà nhà ông bị rào hả, từ trước tới sau luôn kìa. Sao luôn, nhìn có cười gì đâu á, từ có mấy thằng rào dễ thương. Trời ơi, nhìn mẹt nhìn thằng rào nè. Vô trong đó đi rồi họ tưởng đâu là chị có liên quan với ông Phú Đông Lão xiết nhà chị luôn. Ờ, thấy thôi thôi, từ ơi mất công lây mình nghèo. Trời ơi, coi thường mình mới nói mình bị nghèo kìa. Có phát câu chữ nghèo cũng vậy thôi. Mày có tin tưởng tôi không? Tôi nhất định là sẽ trở lại giàu có để kết hôn với mèo chứ không thể nào để chị Panda coi thường. Cũng đúng, phải cho môn đăng hộ đó cho bà Panda lé mắt chơi ha. Nghĩ sao vậy? Mình là đường đường là đế hút mà làm sao nghèo được. Chị Panda, chị coi thường em, chị nhớ cái mình nói mà ai nói không được. Còn một viên kim cương nè, mẹ cho hút luôn đó.
mình hãy cố gắng làm nha. Mẹ sẽ đợi hứa bằng nha. Bằng viên kim cương này mình nhất định sẽ trở nên thiệt là giàu có. Bây giờ như mình đang đứng ngoài gốc cây lấy tiền cho gái có đây có không? Đi qua các bà đi lại có cho tôi một viên kim cương đi. Bữa nay không có đồ ăn ăn chưa nè. Hứa cho giữ cái này vô trong bụng khi nào đói gì ăn nha. Rồi 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 trời ơi mình nghe tới mức mà mẹ phải đi cho mình phải tay bỏ lò luôn á. Không được không được không được. Hứa ơi hứa. Giờ như vậy đi. Hôm nay chị cho phát cà rốt miễn phí nè không? Không cần cà rốt của nhà lấy luôn. Rồi chị Banana né em ra nghe. Mình sẽ đi làm giàu lại từ một viên kim cương này. Nhưng mà việc đầu tiên mình phải làm là điều gì đây mọi người? À đúng rồi. Mình sẽ mở một nhà hàng bán bánh. Ủa quên nữa, mình làm gì có tiền mà mở được cái nhà hàng bự như vậy ta. Hay là mình sẽ mở một cái sạp bánh nhỏ nhỏ thôi mọi người. Rồi từ từ mình sẽ mở được nhà hàng thôi đúng không? Rồi còn cái ông dân làng ông đang giữ cái nhà của mình đáng ghét ghê luôn. Bây giờ để mình đi tìm nguyên liệu là mình mở một cái sạp bánh nhỏ nhỏ thôi. Cuối cùng thì mình cũng đã xây xong được cái chòi của mình rồi. Đây sẽ là cửa hàng tương lai của mình. Sẽ là ước mơ to lớn của mình. Rồi luôn, cái nhà mình gì vậy? Dân làng qua, chiếm nhà của mình. Rồi còn ông nữa. Đáng ghét thì chứ lần nào mày cũng qua đây. Ai? Đừng, mới xây được cái chòi à. Trời ơi, hàng sớm đi mà. Đừng, trời ơi, nghĩ sao vậy? Chui vô cái chòi an toàn hơn. Đó, rồi xong, đây là nhà của tao, mày không được xâm phạm. Nhà của tao còn ông đáng ghét này. Cái này cái gì vậy trời? À, xin chào mừng chị đến với nhà ơi, cái này cái nhà đó hốt. Trời ơi, trên nó cái nhà gì mà nó rách gì mà nó lủng thấy cũng hả 80 ông trời đó hết ơi. Trời ơi. Ta thì chứ, bây giờ em không còn nhà nữa, giờ chị muốn gì hả chị Banana? Ê, không hiểu nổi luôn á. Nó nhỏ bằng cái nhà của con ấy cứng trong này à hết ơi. Nhiều khi nó còn nhỏ hơn mà nó còn me to hơn nữa hay. Trời ơi, chị có thường em dữ vậy. Không quan tâm chị nữa, bây giờ thì mình sẽ phải mở cửa ăn bán hàng thôi. Nhưng mà bây giờ bán cái gì đây ta? À đúng rồi, ở trong bếp nhà mình có rất là nhiều nguyên liệu làm đồ ăn. Hay là mình mở một cái cửa hàng nhỏ đi. Đây đây cái này cũng được không? Bây giờ mình sẽ chạy vô đây. Ơi, dân làng ở trong nhà mình hết trời vậy, mở cửa ra. Vô lại cái bếp cũ của mình. Lấy một số dụng cụ làm bếp của mình đi. Đây, lấy cái này. Rồi xong, lấy thêm cái này nữa. Cái này cái bàn, cái hớt của mình, lấy cái hớt luôn. Rồi, tủ lạnh tôi còn cái gì đồ ăn không? Lấy hết đồ ăn ra luôn. Trời ơi, bây giờ mình ít ra cũng có là đồ ăn đi. Đây, sắt nữa, lấy sắt luôn. Chỉ có ai đang tới. Cái đồ dập bột của mình, lấy luôn cái này đi. Trời. Giờ tao bảo vệ căn nhà này rồi. Ê ê, tên trộm này. Tôi có tạo gì đâu này, nhà của tôi mà, nhà của tôi mà, ông đi ra khỏi nhà tôi đi. Ngươi mà dám vô căn nhà của ta nữa là tao ra tao tột một phát một á. Cái ông này cũng như khó tính ghê, nghĩ sao mình nghèo vậy rồi mà không còn ráng nữa. Mình chỉ vô lấy là đồ ăn của mình thôi mà. Đáng ghét thiệt chứ, không kệ đi. Bây giờ lấy luôn cái bàn chế tạo này. Cái bàn chế tạo này dù gì cũng là của mình đó, ở ngoài căn nhà. Đây, rồi xong đem cái bàn chế tạo qua đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra một cửa hàng bán bánh. Bánh gì đây để mình làm cái đồ lò nướng tức cái đã. Đây rồi, đây chính là lò nướng. Cái này mình sẽ để vô trong đây. Đây, đây sẽ là cái lò nướng bánh của mình. Rồi bây giờ bắt đầu buôn bán thôi. Ủa, chị Banana. Đừng có đa đa gì hết á, tự chị không muốn nói chuyện với người nghèo, chị nói rồi. Chị Banana, em có cái này chị Banana, chị Banana. Cái gì? Em mới khai trương cái cửa hàng bánh á, chị có thể nào mà vô đây ủng hộ em đó, lại. Cửa hàng bánh cái đâu? Hàng quẹt không chị Banana, chị có đồ đó. Cửa hàng bánh cưng ở đâu? Đâu? Đây đây, cửa hàng bánh của em nè. Đâu? À cái đó của mèo, của em ở đây nè. Cái gì? Cái này cửa hàng bánh của em. Ôi trời ơi, đã nói cái này không phải là cái nhà nữa mà làm gì cửa hàng bánh gì hết. Trời ơi, em đang khởi nghiệp làm lại cuộc đời chị Banana, chị có cái đồ đến lửa không? Chị cho em đi, chị bình thường có nhiều đồ lửa lắm mà. Chị có nè, chị cho cưng ra cưng đốt cái nhà này đi hết rồi, chị lại cưng. Ui, tức ghê á, chị Banana, chị im cái miệng chị lại đi. Hay. Sao bà, rồi. Bà nghĩ sao mà bà kêu mình đi đốt luôn cái chòi này của mình. Ừ thì chứ tại mình nghèo quá mình phải xin bà thôi. Thôi kệ bà đi, bây giờ á mình phải châm lửa cái lò bánh của mình lên mới được. Mình sẽ làm lại cuộc đời. Đây rồi, bây giờ mình sẽ lấy bánh ra để ra nhào bột nặng bột thôi. Bà qua nữa kìa, bà qua kìa. Kỳ kỳ hết để nó cháy cái nhà vậy hết ơi. Nhà rồi. Thôi để cháy đi bà ơi. Chỉ cần cưng đập một cái thôi là chờ gió nó tầm bậy nó cháy nữa rồi. Em cầm cái xà beng em đập cho. Bây giờ thì mình tức tuyệt chứ, bà nói mình người tức quá. Xúc cái bánh này lên. Rồi, ít ra thì mình cũng đã có được một cái bọc bánh rồi. Bây giờ thì đặt cái dẻ để bánh ra. Mình sẽ nhào bánh, mình bán. Nhiều khi chị Banana thấy bánh của mình ngon, bà mua nó không chừng á. Đây rồi, việc đầu tiên là nhào bánh. Rồi, để bánh lên đây. Rồi, bây giờ mở ra coi. Bây giờ mình sẽ lấy nấm nè.
phô mai nè, rồi thêm cái gì nữa ta, thịt heo nữa. À quên, thịt heo này á là mình phải á chặt ra nữa. Bây giờ mình sẽ để cái bàn này lên, rồi thịt heo đâu rồi, mình sẽ thái thịt heo nhỏ ra nè, để thịt heo lên. Cây dao của mình chặt thịt heo ra. Xong, lấy được 12 miếng thịt heo để vô cái bánh nè. Đây, đây sẽ làm cái bánh cực kỳ thơm ngon luôn. Bảo đảm ai đi ngang cũng sẽ rất là thích cho mà xem. Rồi sau đó, cầm cái bánh này đặt lên lò nướng. Cảm ơn chị Panda vì đã cho em một cái công cụ đánh lửa. Rồi nướng bánh lên. Wow, cái mùi bánh bốc lên thơm thiệt luôn á. Công nhận mình có tài làm bánh này chứ. Ê, cái gì vậy? Tôi đang nướng mà, trời ơi. Trời đừng có mưa nữa. Tắt cái lò lửa của tôi luôn bây giờ. Tôi đang nỉ ông trời thay cho tôi đi, tôi nghèo lắm rồi. Ủa nhà con sập chưa hết? Trời ơi, mưa quá chừng, chị tưởng con sập nhà, chị lo cho con quá chừng, ngay ngỡ nhà con chưa sập hả? Chị Panda, nhà chưa sập, chị Panda, chị đứng qua đây chị nói nữa, hồi đó em chọn cái dĩa cho cái mặt chị luôn, chị Panda. Ui, bà Panda thì chứ. Cái mùi gì thơm quá vậy ta? Chào mừng mèo tới tiệm bánh của tôi, từ từ để tôi dẹp cái này qua. Hello boss, ông làm gì vậy? À, tôi đang làm một tiệm bánh pizza nhỏ. Đây, mèo nghe mùi hương không? Trời, có mùi gì thơm lắm luôn á. Thôi đi ra, đi ra cái tiệm của tôi. Đi ra, mèo là khách hàng, mèo phải đứng ở ngoài. Ủa, nhưng mà cái bánh nó ngon quá vậy, cho tôi đi hút ngon mà. Tôi nghèo lắm mèo nên tôi chỉ bán thôi chứ tôi không có cho được. Bán hả? Ừ. Cũng được, nếu mà ăn ngon thì tôi mới trả tiền. Ok luôn, vậy thì tôi sẽ lấy cho mèo là cái dĩa nha. Ê, khét rồi. Trời luôn. Khét cái bánh của tôi luôn rồi. Mình thiệt là tài quá đi mà, nghĩ sao? Cái bánh này nó khét luôn rồi. Tôi nghèo hết lắm hết ơi. Cậu mệt mỏi lắm hả? Cậu mệt mỏi lắm không? Cậu cần nghỉ ngơi không? Thôi mèo đi ra đi, từ từ để tôi làm lại một cái dĩa bánh khác. Công nhận tích cực. Dạ, cưng có trái không? Sao chị nghe nó khét lẹt vậy? Bây giờ mèo nhìn tôi làm bánh lại nè mèo ơi. Tôi sẽ làm một bánh ra. Đó, thấy chưa? Đã rồi, vậy? Sau đó tôi lấy lại cái bánh nè. Hút cũng biết nhồi bột nữa ta. Biết hết chứ. Rồi, mẹ đứng đây đi, chờ tôi làm cái bánh ra nha. Đây, đói quá à. Có bánh chưa vậy hết ơi? Tôi đang hỏi lửa cho cái bánh này nó chín nè mèo ơi. Mẹ ơi, chị Panda đi ra. Cái mặt của chị á, chị làm thì chị phá hoài chị Panda. Chị để yên cho em làm cái bánh đó không? Hồi cái chính bánh rồi, nó khét nữa bây giờ. Rồi, cái màu nó chín rồi. Đúng, cái màu này nó gần chín thôi. Đây, 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 tới lúc rồi nè, chín rồi. Trời ơi, để cái bánh pizza lên trên này. Để lên. Đừng chạy, nhanh ra. Cái bánh nó giỡn ẹt hả? Chị Panda ăn cái bánh của mèo à. Thôi mèo ăn bánh này đỡ đi mèo. Wow. Ngon mèo. Trời ơi, nào giờ tôi chưa từng được ăn cái pizza nào mà ngon như cái pizza này luôn. Đó, cái pizza này là cái pizza tình cảm của tôi á mèo. Tôi dành cả tuổi thanh xuân của tôi để làm cái bánh này đó. Đúng rồi, cả thanh xuân luôn mà. Đúng rồi. Ngon ghê luôn á. Ngon không? Ngon quá, ngon quá hết rồi. Vì ngon quá trời cho nên tôi quyết định nó sẽ trả cho ông thiệt là nhiều tiền luôn. Trời ơi, mẹ có nhiều tiền vậy? Trời ơi, được bao nhiêu kim cương đây? 12 viên kim cương. Oh my god, gì mà nhiều kim cương quá vậy? Ơi, gì mèo? Thật ra đây là số tiền mà tôi ủng hộ cho Hút đó. Hút hãy cố gắng nhiều nhiều nữa nha. Tôi nhất định sẽ cố gắng thiệt là nhiều luôn. Cảm ơn mèo nha. Nè, mèo ăn thêm đi mèo. Ôi no quá chừng rồi, thôi tôi đi về chúc Hút thành công nha. Để cái này đây đây đây. Để tôi cắt bánh pizza này ra cho mèo nè đây. Nè, cho mèo 2 miếng pizza cầm về nè mèo. Ủa cảm ơn Hút nha. Rồi cảm ơn mèo rất nhiều nha. Đó, hay chưa các bạn ơi, mình đã cố gắng thành công rồi các bạn ơi. Mình đã có được 12 viên kim cương đầu tiên rồi. Bây giờ mình chỉ còn lại khoảng 4.000 mấy viên kim cương nữa là mình chụp được cái nhà của mình rồi. Chị Panda, nè ra. Trời, không biết mà bán bao nhiêu tỷ cái bánh pizza mới chụp được cái nhà, nó đúng là mơ ước à. Thôi được rồi, chị kệ chị đi, em sẽ cố gắng. Chăm lửa thêm, chăm lửa thêm. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
ông đáng ghét chứ nghĩ sao vậy, dụ lợi quánh mình mấy cái đưa mình có mấy viên kim cương, đưa nó tới ba cái pizza luôn mấy bạn ơi. Mình nè, bây giờ mình sẽ nâng cấp cái tiệm pizza này lên mới được. Bây giờ từ cái cửa hàng nhỏ xíu này mình sẽ nâng cấp lên một cái cửa hàng xịn hơn, chỉ cần nhấn vô đây một cái nâng cấp. Wow, cửa hàng mới của mình đây rồi. Wow, bây giờ mình không cần phải buôn bán trong cái cửa hàng rách nát nữa. Nhờ mọi người đã ủng hộ nhiều, bây giờ mình đã có được một cái cửa hàng to thiệt là to, thiệt là đẹp. Cái gì vậy? Cái gì bự vậy? Chào mèo, thì đây chính là cái cửa hàng mà bán bánh pizza của Hood đó, thấy không? Màu trắng đỏ nè, nhìn không thấy ha. Vậy còn cái chòi bên đó thì sao? Cái chòi bên đó tôi bỏ rồi, tôi đã mua được một cái cửa hàng thiệt là đẹp rồi nè mèo. Vô đây. Cửa hàng này. Cửa hàng này của tôi còn có thể được nâng cấp nữa hả? Mời nhân viên 20 viên kim cương, mua xe giao pizza 50 viên kim cương, nâng cấp tiệm pizza 500 viên kim cương. Trời ơi, tôi có nhiều lịch trình quá mèo ơi, tôi có nhiều hạng mục để hoàn thành quá. Có cần thuê nhân viên không? Để mèo làm nhân viên của Hút nha. Mèo ơi, tôi đang tự lực cánh sinh, với lại có thuê mèo về á, tôi chỉ cần thuê mèo về để làm vợ tôi thôi chứ làm gì làm nhân viên. Bây giờ mình đi ra đi. Làm gì đâu, giá giá. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Ở đây mình có được hai cái lò nướng bánh. Một cái rương này. Wow, ở đây mình có thiệt là nhiều bánh luôn nè. Sẽ thiệt. Chị bánh à, trời ơi, chị đi vô cửa hàng người ta mà chị đi tên tên vậy hả? Cửa hàng cái gì đừng án nguyên cái mặt tiền, cái trùng heo cho chị bực mình, chị chưa nói nữa nè. Miếng đất này rồi, bây giờ chị có quyền nói được em nữa. Miếng đất này đâu phải là miếng đất trùng heo của chị đâu, mặc dù cái trùng heo của chị ngay đây. Nếu mà thiếu thịt heo thì qua đây lấy miếng cũng được. Thế cái gì, cưng làm ở đây là bán ế luôn đó hết ơi. Bây giờ thì khai trương cửa hàng thôi. Công nhận sướng ghê á. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với việc gì đây ta? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm bánh. Bây giờ có mấy cái bánh này chưa có chín nè. Ở đây mình có sẵn nhiều bánh quá, mình sẽ đặt ra. Rồi, chẹt lửa lên. Mùi bánh pizza thơm phức bay lên nè. Kiểu gì cũng có khách lại cho mà xem cửa hàng mình bự như vậy mà. Cái gì ở đây mèo? Trời ơi, vừa nướng bánh lên thấy gì mà nghe mùi thơm dữ hả? Đúng rồi, tôi đang nướng hai cái bánh pizza mới nè, ở trong rương có nè mèo. Ông chủ ơi, cho một cái bánh pizza đi ông chủ ơi, đói lắm rồi. Đói lắm rồi. Tôi 5 viên kim cương mà lên. Ủa, 5 viên kim cương hả? Đúng rồi. Cũng được, này ủng hộ cho hết luôn á. Đúng rồi, đưa đây, 5 viên. 8 viên luôn hả? Trời ơi, cảm ơn mày rất là nhiều nha. Bó, tại vì thấy cái bánh đang chai quá. Bánh có muốn ăn gì không? Ôi, bánh chín, bánh đúng rồi, chín khét rồi, kìa để em ra để khét. Rồi. Sao chị bên đây có muốn ăn cái gì không? Đây để cái bánh khác nè, có chị ăn dùm miễn phí cho. Trời ơi, giỡn mặt, ôi. Giỡn mặt nè, nghĩ trời sao vậy? Cây này quánh cho chị mấy cái, đi ra. Lấy đầu khác mà giờ mà còn mát. Mèo nè, bánh pizza siêu thơm ngon nè, ăn đi mèo úi. Ủa, Hút làm gì á? Kể tôi đổi lộn lại nè, cái này mới là cái dĩa bánh pizza nè mèo, ăn đi mèo. Trời ơi, cái màu vàng tươi vừa mới chín luôn. Đúng rồi, cái này ngon lắm á, mẹ ăn thoải mái đi mèo. Pizza của Hút là ngon nhất luôn. Nếu mà mẹ ăn không hết, có gì tôi cắt cho mèo đem về nha. Hút đem về cho mèo nữa đi. Cái mùi đó là cái mùi khét lẹ, cái ăn đồ khét biết bị ung thư đó, quanh ăn hoài đi mèo. Chị Panda thì chứ công nhận bà coi thường tôi từ tập 1 tới tập cuối luôn đó mèo. Nè, để tôi làm cái loại bánh pizza nè. Thơm thiệt là thơm luôn. Đây, đây chính là cái pizza thịt siêu thơm ngon luôn. Để tôi nướng lên coi. Thôi bụng chị Panda, thơm thơm. Thơm khét khét, cay cay, sao đúng rồi. Bởi bà ăn ké của mẹ kìa. Chị ăn hết của em luôn rồi. Thôi chị no rồi, chị không có ăn đâu. Trời ơi, pizza của mình thôi, còn cái này mình cắt cho mèo một cái để cho mèo gói đem về mọi người ơi. Mèo ơi, pizza của mèo nè. Rồi mèo chưa kịp đem về nữa. Thôi, bây giờ lo chuẩn bị đi, kiểu gì hồi này cũng có khách tới nữa nè. Gỗ của mình chỉ còn có 14-19 cây thôi. Nấu ráng nấu cho nhiều nhiều rồi đi. Đây, mình sẽ làm được cái bên này nữa. Lửa lên rồi, pizza của mình thơm quá. Ôi, dân làng quá kìa. Wow, thì bánh của mình bây giờ nó có dân làng ủng hộ nữa nè. Ơi, từ từ dân làng ơi. Đây, lấy cái này ra. Chào dân làng. Ủa, đâu rồi? Ê, chào khách hàng ngồi đi khách hàng ơi. Ngồi vô. Khách hàng muốn ăn bánh pizza gì? Cho xin order nè. Thôi chắc cái mặt ông ấy muốn ăn pizza gì cũng đúng không? Đây, tôi có pizza rustica cực kỳ thơm ngon, ông ăn thử đi. Đó. Đây, mang cái này ăn là phải trả tiền nha, 5 kim cương một pizza. Ơi, bánh pizza của tôi sắp chín tới rồi, sắp khét rồi, để tôi lấy ra cái đã. Rồi. Wow, mình lại tiếp tục có kim cương nữa nè. Cảm ơn nha. Đây dân làng ăn hết đúng không? Đây tôi gói đem về cho ông nè đó. Rồi, qua ông đó lấy đem về đi. Wow, dân làng ơi, cảm ơn ông đã ủng hộ pizza của tôi nha. Trời ơi. Yeah, dân làng còn thích nữa nè, trả mình đi nhiều kim cương luôn. Rồi sẽ như vậy. 24 viên kim cương rồi. Nãy giờ mình đứng mình bán một mình cũng hơi buồn á. Hay là bây giờ mình sẽ thuê nhân viên đi mọi người. Đúng không? Thuê nhân viên về mình sẽ có người bán chung với mình luôn. Được rồi, mình sẽ thuê nhân viên. Thuê nhân viên. Wow, cái gì vậy? Trời ơi, thuê thành công. Ôi,
chào, ông chủ tôi là nhân viên mới của ngài đây. Wow, Phúc Bi hả? Em là nhân viên của anh hả? Đây. Anh Hút hả? Trời ơi, em đi xin việc, tại nhiên anh thuê em luôn rồi. Wow, vậy là bây giờ tiệm của anh bây giờ đã có Phúc Bi hỗ trợ làm người bán bánh pizza. Em cũng có đồng phục nữa hả? Cái gì đây? Đúng rồi, em là nhân viên mà chuyên nghiệp mà. Trời, nói vậy. Em chuyên nghiệp tới mức mà em làm luôn cho anh có cái tên cửa hàng luôn á hả? Xịn quá. Đúng trời rồi. Luôn á. Thôi em xịn vậy chuyên nghiệp được chứ. Bán pizza cho anh là 100 cái bán hết 100 cái luôn á. Rồi, được rồi. Bây giờ á, chừng nào có khách hàng vô thì em hãy bán bánh cho mọi người nha. Tất nhiên rồi, thưa ngài. Ôi, Phúc Bi ơi, bây giờ anh tới bụng quá rồi á. Không ấy em là nhân viên mới á, em thử em làm bánh pizza cho anh thử coi pizza của mình làm có ngon không Phúc Bi. Được rồi, bây giờ em sẽ làm một cái cho anh thử nha. Rồi, bây đây, giờ đầu tiên chúng ta phải lấy nguyên liệu nè. Wow. Xong rồi bỏ tỏi vô đây, xong rồi đánh lửa lên, nổi lửa lên nào. Trời ơi, em biết làm pizza luôn hả? Đúng, trời ơi, em chuyên nghiệp của mình mà chuyên nghiệp quá mọi người ơi. Giữ mấy tiền anh được chơi. Như vậy là quá thiện, là chỉ cần hát với Kim Cương thôi là mình thuê được rồi. Được chính rồi đó, đặt cái dĩa ra cho anh trước nè, ngồi nhìn cái dĩa trước đi, từ từ. Để em sẽ múa cho anh coi vậy đẹp nào. Trời ơi, nhân viên mà làm pizza mà còn biết múa nữa hả? Trời ơi, giỏi luôn. Chân nghệ nữa chứ. Mấy chốc là mình sẽ giàu lên, rồi mình sẽ mua lại cái nhà của mình thôi. Qua đây cho anh nha. Rồi, có pizza chứ Phong Bi, anh đói bụng quá, mau lên. À, sắp có rồi anh Hút ơi. Nè, pizza nó chín rồi kìa Phong Bi ơi. Chín rồi đó anh Hút, nè. Có một cái, để em xẻ cái này luôn. Hai cái. Rồi, hai vị luôn anh Hút ơi. Pizza của mình thơm ngon. Em chuyên nghiệp chưa? Đúng rồi, em mời đếm nè. Mời đếm cho em luôn. Ủa mà sao tiệm của mình? Ê, dân làng vô quá trời kìa, em phục vụ phụ anh, mau lên. Khách đông mà quá trời vậy, mời các ngài vô đây, ngồi lên ghế đi. Rồi tôi sẽ đứng pizza cho các người ăn. Thôi, mình nghĩ là chọn mấy cái ghế này ra đi, để cho mấy ông này đứng đây mua cho nó nhẹ. À, mấy ông này cũng thích đứng không à? Đúng rồi, dân làng mấy ông thích đứng không à? Rồi, vô đi. Thưa ngài muốn ăn pizza gì? À, tôi đây có một cái loại pizza Ý rất là ngon, ngài thích ăn thì tôi sẽ làm cho ngài ăn. À, ngài muốn ăn đúng không? Để tôi sẽ bắt bếp lên. Rồi, để chờ tôi khoảng chừng 5 phút thôi. Wow, tiệm của mình đắt quá trời luôn. Ê, kiểu này á, cho chị Banda biết ai mới là người thất bại. Trời, mấy ông ăn xong còn nói chuyện với nhau nữa hả? Xịn thiệt luôn á, Bobby ơi. Tiệm mình giàu quá. Đúng rồi, anh Nhất ơi. Ôi, cô điện thoại cho Bobby. Điện thoại. Ê, có chung điện thoại tới rồi. Từ. Alo, nghe. Tiệm pizza của anh Hút đẹp trai nghe. Ủa, ai nói chuyện lớn quá hả? Cái đó là Bobby đó mèo ơi. Bobby đó mèo ơi. À, Bobby hả? Em đang kiếm mèo. Trời, làm đi có chuyên nghiệp tiếp thôi. Alo. Chị đã bụng quá, chào chị 5 cái pizza. Bobby có giao hàng không vậy? Có, em luôn giao hàng 24/24 chị mèo ơi. Rồi, giao cho chị 5 cái pizza nha. Trời đất ơi, anh Hút ơi, bây giờ á, anh coi tiệm nha, em phải đi giao pizza cho chị mẹ rồi. Ok luôn, đi. Thôi, em đi đây, chờ anh Hút nha. Ôi, đúng là mấy ông này ăn xong. Ủa, hình như mấy ông này chưa trả tiền, ăn xong chưa trả tiền, kỳ vậy. Ê, con trời ơi, tức thiệt chứ, mấy ông này ăn xong mình quên thu tiền, mấy ông đi hết trơn rồi, đáng ghét thiệt. Nè, hình như là mấy ông chuyển khoản cho mình thì phải, để mình đi kiểm tra máy ATM thử coi nè. Ủa, số dư mình 50 kim cương. Rồi, vậy là dân làng bây giờ ăn xong chuyển tài khoản cho mình không hả? Chuyển qua ngân hàng hả? Trời ơi, giao bây giờ gì mà nó mệt quá anh Hút ơi. Rồi, giờ nó mang nó giao 5 cái nó muốn nặng người luôn á. Rồi, cố gắng lên. Nè, chị mèo đưa cho anh 5 viên kim cương nè anh Hút. Trời ơi, hồi nãy mình bán được cho 10 ông dân làng. Mấy ông đó trả tiền cho mình 50 viên kim cương luôn Poppy. Thôi, để anh nâng lên nha. Mà nhiều như vậy. Vậy là tiền của mình giao rồi. Mua xe giao đi ra 50 viên kim cương vừa đủ luôn. Cố lên. Cảm ơn anh nha, phải mua cho em một chiếc xe. Từ nay là sẽ không phải đi bộ nữa đâu Nút ơi. Trời, xong luôn. Quá thông bạn với em luôn. Đó, bây giờ là tiệm mình có xe đó Poppy. Em có thể đi giao hàng thoải mái luôn rồi. Đâu, đó. Để em từ, để em lấy về vòng coi thử coi. Trời ơi, gì mà nhanh như vậy. Trời ơi, cái xe này động cơ là động cơ vàng đó. Động cơ xịn lắm đó Poppy. Trời ơi, đảo quá Nút, cảm ơn anh Nút nha. Rồi, bây giờ vô đây. Làm chăm chỉ vô. Bây giờ mình chỉ cần ngồi đây, có nhân viên làm rồi. Vô làm pizza đi Poppy ơi, chuẩn bị. Đây, để chơi làm nha. Pizza, nướng pizza thôi nào. Bởi người ta, ở đây có tiệm pizza ngon lắm nè, có ai vô ăn không? Mèo ơi, chị Banda, ôi khỏi kêu chị Banda đi, mà coi thường mình lắm. Mèo ơi, dân làng ơi, ôi mấy ông dân làng ơi, có đang bị mệt mỏi vô qua đây ăn pizza của tụi tôi nè, pizza ngon lắm. Vô làm pizza, pizza. Có đi hỏi, nghe đi. Trời ơi, tiệm tôi luôn phục vụ tất cả mọi người. Hân hạnh. À, vậy thì giao thử cái em chơi coi. Ôi, bà phụ thủy đòi em là pizza kìa. Lẽ lên ủi pizza này, mét nữa là mét luôn. Dính ra. Trời ơi, alo. Alo, alo. Để rút cuộc cái mét nè. Ôi,
Có. Rồi bây giờ tôi sẽ giao qua bên nhà của cô trong vòng 5 phút thôi. Chị Thủy. Rồi thôi. Chị Thủy, cảm ơn chị Thủy nha. Rồi đi giao pizza đi, có mi đi giao đi. Ôi rất là rồi rồi. Rồi bây giờ giao pizza nha. Để bên nhà lo nha. Dọn dẹp cái chỗ này rồi. Đây dân làng chào mừng đến với tiệm pizza của chúng tôi. Đây đây pizza đây. Tụi tôi có sẵn nhiều loại pizza lắm. Đây có mi làm sẵn. Ôi mấy cái này pizza sống không à, mình phải nướng lên. Phúc Bì nó đi rồi, còn có mình làm gì cả đó đó. Mấy anh dân làng ăn đi, ăn đi. Trời ơi, tiệm mình đắt quá trời luôn. Nè nè nè, ăn đi ngon lắm. Để tôi nướng pizza cho mấy ông ăn nha. Trời ơi, mấy ông ăn hết cái này tới cái khác, mấy ông ăn nhiều quá vậy. Đi ăn từ từ thôi, đi ra ngoài, đừng có chạy vô đây mà. Trời ơi, ăn thì đứng bên ngoài đó còn chạy vô đây nữa. Ăn gì, ăn nhanh quá vậy. Từ từ tôi còn đang nướng nữa nè. Ôi, Phúc Bì ơi, đi đâu về mà bây giờ đi đâu vậy? Nè. Pizza về tới tiền nữa. Thôi em lái xe em tông vô cái tiệm luôn hả? Rồi rồi bán lẻ đi chứ làm ăn hết rồi. Thôi lên. Hôm nay của mình đông khách quá trời luôn nè Phúc Bì. Đây nướng này. Ôi, nhân làng đi dễ quá trời kìa. Xong nè, ăn đi mọi người ơi. Trời ăn nhanh như vậy, ăn luôn cái dĩa luôn nè. Vừa ăn tôi có dịch vụ sau bếp nữa nè. Trời cái gì mà có dịch vụ sau bếp vậy? Em làm thêm dịch vụ bao giờ vậy? Dịch vụ này là thêm mà nữa đây. Luôn á, công nhận làm cái tiệm á, công nhận đắt mà mình cũng mệt đó mọi người. Rồi, ơi, vô đây coi công thức bí mật của tụi tôi cái gì. Né ra. Rồi, xong rồi. Cái nè. Đây đây còn mấy cái nữa nè. Đó, rồi cho mấy ông ăn hết luôn đi. Coi như mấy ông này ăn xong còn đi vòng vòng nữa mà thiệt luôn á. Cái gì vậy? Ôi, xong hết rồi hả? Về hết rồi. Nè, làng về hết rồi nữa đây. Ôi, ông kéo làng về hết rồi. Mấy ông công nhận đi đâu mà đông vậy, đi đâu mà có khoảng 100-200 người à Poppy. Dân làng gì đâu mà. Trời ơi. Đi ra cái lâu quá không được ăn hết nữa đây. Đi ra của mình ngon vậy mà. Cái gì vậy mèo? Nói bụng xin chào chị mèo. Thôi vậy cầm đem về đi mèo. Thôi đem về, cảm ơn. Rồi làm xong nhớ chuyển khoản cho tôi nha. Ok, chuyển khoản là gì vậy không biết nữa nha. Ê, ai ăn xong. Trời luôn, chạy luôn đó. Không sao đâu Poppy ơi. Dù gì á, đó cũng là chị dâu tương lai của em mà đúng không? Không sao đâu. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Để anh làm, anh đông quá. Để anh kiểm tra coi tài khoản của anh bây giờ ngân hàng anh có bao nhiêu tiền nha. Kiểm tra tài khoản mới được. Coi thử anh nút ơi, em cũng mừng quá à. Số dư 625 viên kim cương. Trời ơi. Wow, sẽ nè. Bây giờ mình sẽ nâng cấp tiệm pizza cho Poppy. Nãy giờ anh tiết kiệm được vậy nhiều là mình tiền rồi nè. Pizza mới rồi. Đúng rồi. Mình hoàn thành 3 thử thách này, 2 thử thách này rồi. Bây giờ tới cái này. Nâng cấp tiệm pizza. Wow, bây giờ cái gì vậy? Bây cái giờ mình có quá, anh một thương hiệu pizza muốn luôn. Và một cửa hàng siêu bự luôn. Trời ơi, đã quá Poppy. Giàu to rồi. Nhìn nè. Rồi, thành công rồi, trời ơi, cái tiệm gì mà luôn. Cái nhà 10 lần. Wow, bây giờ thì thiệt là giàu rồi các bạn ơi. Mình có một cửa hàng pizza siêu xịn. Cái bếp này em sẽ ngủ ở đây, em cảm động quá, em cảm ơn. Ủa, còn cái gì đây? Một đống bánh pizza có nhãn hiệu là pizza food luôn nè, Poppy. Trời ơi, chúng ta đã có nhãn hiệu rồi sao? Mình đã thành một đại gia rồi. Bây giờ, tiệm bánh pizza của mình là tiệm bánh pizza bự nhất trong khu này luôn. Nhưng mà mình vẫn chưa bự bằng tiệm bánh hamburger của mèo lần trước. Ui, em đã có xe mới rồi nè, ơi. Thiệt là đã luôn á Poppy, xe này là sẽ bây giờ là giao pizza giao là không có sợ mệt luôn á. Đúng rồi, nhảy lên đi em, đi giao pizza đi. Còn mình sẽ đến đây buôn bán tiếp nha mọi người. Công nhận mình làm thiệt là giỏi luôn á. Rồi, đừng chắc là một tí nữa rất là nhiều người sẽ đến. Thấy cái tiệm này của mình bảo đảm nhiều người đến luôn nè. Mọi người ơi, tới ăn pizza của Hút nè. Tiệm pizza Hút bự lắm nè. Nhiều pizza thơm ngon lắm nè. Trời, dân làng cái gì mà. Trời ơi, cái này chắc cả trăm dân làng vô ăn luôn nè. Trời, kẹt cái cửa luôn rồi đúng không? Để tôi đẩy mấy ông vô. Trời ơi. Wow, dân làng vô đây đông quá hả? Cái này chắc kéo nguyên cái làng luôn á. Bây giờ đi ăn pizza phải xếp hàng dài vậy hả ta? Đúng rồi, tiệm pizza của tôi là một cái tiệm pizza phát triển nhất trong khu này luôn mà. Wow. À, ông đi xuống rồi, ông dân đi ra ở đây. Mẹ có cái này tặng cho Hút nè. Có cái gì? Tôi thấy ông mở tiệm pizza tôi mua lẵng qua là tặng cho mẹ ra đây. Đó không? Đại mấy ông, từ từ nha, để Poppy về nó phục vụ cho. Đâu đây? Đó. Trời ơi, mẹ tặng cho tôi á, lẵng qua khai trương luôn á hả? Đúng rồi, chúc mừng Hút khai trương nha. Cảm ơn mèo nhiều nha. Tôi bây giờ đã là một doanh nhân thành công rồi. Cảm ơn mèo rất là nhiều nha. Mà thôi nữa, để mấy ông này ăn nhiều quá, bu vô tội đông quá. Đông quá đi, để tôi đi lấy đồ tôi dọn dẹp tiệm. Cái nghe mèo chờ tôi nha. Bây giờ vô bán này, vô bán con lên. Ôi, khách gì đông vậy? Thôi Hút bận bán thì Hút vô bán đi nha.
sao giờ mày về chứ đừng có đi đâu có tôi vô quán đây. Trời ơi mấy ông ơi xếp hàng từ từ thôi. Bây giờ đâu quá rồi. Pizza tới đây, tới đây. Giờ pizza lại đi không đi. Đây đây đây, sao sao nốt vậy nốt. Từ từ để tôi bán cho mấy ông nè. Ừ mấy ông từ từ thôi đừng có chen lắm, đừng có nhảy lên cái bàn của người ta. Ờ đừng có chen lắm cái gì mà mấy ông này thiệt tình luôn á, tôi báo cái xác bây giờ. Trời ơi từ từ thôi đừng có chen chút mà ngon ngon, ngon nữa. Đã thiệt. Ôi, mấy ông này mấy ông ăn men quá trời luôn kìa. Mấy ông ăn no chưa, mau lên ăn lẹ đi. Ngon nè, tôi biết ngon rồi nè, pizza nè mấy ông ăn đi nè nè. Rồi cảm ơn ngài đã phục vụ. Ủa cảm ơn ngài đã ủng hộ. Ơi công nhận mấy ông dân làng này ăn alo này chứ. Alo mày lũ lũ xong đi ra hút xin nghe cái gì mà bị ra hút xin nghe. À có khách ở nút đây à, ông già mập lùn hả à, lấy 100 cái luôn hả trời ơi quá trời ơi. Từ từ bây giờ em phải đi giao pizza ở nút đây, khách hàng này lấy xô lượng lớn lắm. Rồi rồi em đi 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 đi. Ôi công nhận cái tiệm pizza của mình ngày càng đắt đắt riết mà mình phục vụ không kẹp luôn á, chẳng mấy chốc như vậy là mình có thể lấy lại được ngôi nhà rồi. Thôi mà nãy giờ mấy ông nè, mấy ông nhảy lên bàn dơ hết nguyên cái tiệm của mình rồi, lấy cái khăn ra lau chùi lại cho sạch sẽ cái tiệm coi ấy giá, lau chùi lại cho sạch mới được đó. Đó lau lại hết khu này nè, nhất là khu này mấy ông dân làng mấy ông phu vô mấy ông phá gì lắm nè, lau cho sạch sẽ lại nè để một hồi có khách vô là khách sẽ thấy tiệm của mình thiệt là sạch đẹp. Ê từ ơi thật là tội nghiệp nè, sao nhìn cưng lúc nào cũng bận hèn hết vậy hết. Em bận hèn hả? Em bận hèn gì chị Banda? Em đang lau dọn cái tiệm mà. Có gì đâu ơi, lại là lau dọn nữa, hết lau dọn rồi chùi rồi quét nữa. Đúng mà nhìn không có một miếng tri thức nào hết, là nhìn sao mà nghe khổ dữ vậy nè. Ủa, chị vô duyên quá. Em đang lau dọn cái tiệm thì có gì đâu là sai chị Banda. Hay là tiệm kia phá sản hả hết? Hay là tiệm kia là của công ty chứ phải của cơn chứ gì? Chị Banda ơi, ơi, em chỉ lau dọn thôi, chị làm gì thôi. Biết hết rồi, biết hết rồi. Cái tiệm kia là của Fosby, bày đặt xạo xạo chứ của cưng đâu. Chị biết hết mà. Hay chị trân trọng báo cho cưng một tin vui nè hết. Vậy hôm nay hay là chị đến đây để nhận chức là quản lý cái tiệm pizza này đó. Cưng khôn hồn liệu hồn mà hả đối xử cho đàng hoàng với chị nha. Thôi chị cầm CV là chị nhận chức luôn rồi chị Banda. Đúng rồi, cái mặt phải tươi lên một tí coi, nói chuyện với chị cái mặt ủ ủ vậy hả. Ôi chị nhận chức quản lý thì sao đâu chị Banda. Em chị quản lý đâu. Thì chị phải là cấp trên của cưng, ngu quá hà. Cưng chỉ biết là lao công phục vụ thôi biết không. Một bì sao đi đâu lâu sau này á là cưng phải biết chị là cấp trên của cưng, cưng nhớ chưa. Chị thôi đi chị Banda. Thôi cho chị mà thôi. Hello Poppy. Hey chào chị Banda, chào nốt. Ủa cái gì vậy? Hôm nay chị qua đây để nhận chức mới hả chị Banda? Đúng rồi, chị mới qua nè Fosby. Ủa vậy nãy giờ chị đứng đây chị có gặp giám đốc của mình chưa? Chưa, nãy giờ chị có thấy giám đốc đâu, chị mới thấy. Ủa? Em lao công này thôi hả? Ủa không thấy hả? Cái này đâu phải là lao công đâu. Dạ vậy? Xin chào chủ tịch. Em chính là chủ tịch của cái tiệm này, cho chị biết nãy giờ em nhìn chị em coi chị nói thử cái gì. Quà la bu nha. Chị không ra đây nè, chị mở con mắt chị to ra chị Banda. Chị thấy cái chữ gì không chị Banda? Chữ gì vậy? Chị đi nhận chức quản lý là hồi đó vì chị cho em cái hậu dụng cụ đánh lửa này nè. Đó em mới thấy chị giúp đỡ em đó, thành ra cái sự nghiệp ba lớn vậy nè, em mới cho chị làm quản lý. Bây giờ chị vô đây chị vẫn còn coi thường khinh thường em đó chị Banda. Đúng là chị không biết không mắt lẽ mình chân. Đã sai sao? Chị mà không sai ai sai nữa, thấy chưa? Coi thường chủ tịch và cái kết đó. Nói chị ta mới nói là đừng bao giờ khinh thường người khác chị Banda. Còn bây giờ thì không có chức quản lý gì nè. Ôi nó trả cho hộp bạc đi, trả cho hộp bạc ta. Giờ cho hộp bạc chị làm đó đi thử kiện. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật, không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.